Hello mọi người, hello tất cả các bạn đang xem video của Loan Hansi. Hôm nay Loan được uống nước ngập mặt luôn nè. Hồi xưa là mình không có thích uống ở Toco một chút nào luôn á. Nhưng mà từ cái đợt mà đặt ở trên app chỉ có giá là 10k thì cứ đặt uống chơi cho vui rồi nghiện lúc nào không hay luôn. Ly này là ly matcha kimchi, mình đúng là fan của matcha luôn á. Không biết có bạn nào giống mình không ta? Đố các bạn biết là Loan mua combo 2 ly này ở Toco có giá là bao nhiêu nè. Giá gốc của ly matcha này có giá là 48k, còn ly trà sữa pudding này có giá là 45k. Tổng cộng hết 93k nhưng mà mình đặt ở trên app được khuyến mãi nên chỉ cần thanh toán 34k thôi à. Công đoạn thích nhất của Loan Hansi đó chính là cầm cái ly matcha lên sau đó lắc thật đều như thế này đây. Khi lắc đều lên như vậy thì nước matcha và kem phô mai sẽ được cuộn đều lại với nhau, mình uống sẽ có cảm giác là ngon và béo hơn nhiều nè. Lắc một hồi ly matcha sẽ đổi màu như thế này, tức là ngon lắm luôn rồi á. Ly trà sữa pudding này vẫn còn một lớp đường nước ở bên dưới, chắc là do để đá lạnh quá nên chưa kịp tan. Hồi xưa ngày nào mình cũng order một ly trà sữa pudding này về uống, kiểu giống như là bị nghiền luôn á. Vì cái ly này ở bên dưới còn rất là nhiều đường nước nên là mình sẽ lắc để cho tan cái phần đường này ra. Cả hai ly này mình đặt đều là size M hết. Không biết có bạn nào giống mình không, mỗi lần mà mình order một cái gì đó về uống mà có đá là y như rằng uống từ đầu cho đến cuối hết cả đá luôn á. Bây giờ Loan Hansi sẽ mở cái ống hút này ra và để đâm vô, và công đoạn cuối cùng là uống thôi. Ôi, tại sao cái ống hút này nó lại khó gỡ đến như vậy ta? Để cắn cái bịch này ra chắc cái ống hút nó mới chịu chui ra quá à. Xong rồi nè, mời các bạn cùng uống chung với mình ha. Ui, sao bên đây nó lại không có lủng ta? À, chắc nãy giờ mình kéo cái bịch nên cái đồ nhọn nó bị cong xuống á. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Loan Hansi. Đừng quên bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất nha. Các bạn có thể tương tác với Loan nhiều hơn qua bay Loan Hansi, là sẽ để link dưới phần mô tả nhé.